Thưa quý vị và các bạn, chiến tranh luôn là những ký ức muôn hình vạn trạng và được nhìn nhận dưới nhiều lăng kính khác nhau. Và trong chuyên mục cuốn sách tôi chọn hôm nay, xin mời quý vị sẽ cùng đến với một góc nhìn khác lạ về chiến tranh của tác giả Nguyễn Duy Hiến qua ấn phẩm Đêm Cháy, nhà xuất bản Quân đội Nhân dân ấn hành. Nhà văn Xuân Hùng, trưởng phòng biên tập sách văn nghệ, nhà xuất bản Quân đội Nhân dân sẽ chia sẻ thêm về cuốn sách đã để lại cho anh nhiều ấn tượng này. Ngay cái tên Đêm Cháy, đó là một cái sự rất gợi. Trong chiến tranh thì chắc chắn là đêm cháy. Đấy, nhưng mà thực ra Đêm Cháy ở đây của tác giả Nguyễn Duy Hiến là một cái đêm cháy rất đặc biệt. Đọc cái câu chuyện Đêm Cháy này ngay khi ban đầu của tác giả Nguyễn Duy Hiến là tôi đã thấy sự kinh khủng. Vì cái cách viết này nó không đơn thuần, nó không phải là kể một cái câu chuyện chiến tranh đơn thuần, mà nó kể về một người lính phía bên kia. Và sau này khi đất nước thống nhất, ông ta hối hận về cái việc đó như thế nào. Và ông ta là nhân vật trực tiếp, nhân vật tôi kể toàn bộ lại cái câu chuyện này. Nhà văn Nguyễn Duy Hiến, trước đây ông không phải là văn tài, ông chỉ là một người nông dân thuần khiết và bây giờ ông đang sống ở Bình Phước. Khi biết Nguyễn Duy Hiến rồi, thì tôi đọc cái bản thảo, tôi cầm bản thảo, tôi không bao giờ tôi nghĩ là Nguyễn Duy Hiến lại viết được cái bản thảo đâu. Vì trước đây ông viết thì cũng chỉ thuần khiết bình thường thôi. Nhưng mà cái câu chuyện Đêm Cháy, chắc là Nguyễn Duy Hiến được ai kể lại cho, hoặc là từ kể lại đấy thì đi sâu vào khai thác cái nhân vật, có thể là cụ thể, có thể là hư cấu. Khi ta đọc ta gần như cảm giác được đó là một sự thật 100% của một con người trong cuộc kể chuyện. Cả từ cái văn phong, thì tất nhiên văn phong của Nguyễn Duy Hiến thì nó giản dị rồi. Vì ông không, vốn dĩ không phải là nhà văn, cho nên là ông không cao siêu về cái câu chữ hay là lớp lang hay là cách sắp đặt trong văn học. Đấy, mà ông ấy đi kể chuyện đơn thuần. Cho nên chính vì thế cái văn chương của nó mộc mạc, nó giản dị, nó làm cho người ta cảm thấy nó thật, nó rất dễ chịu khi đọc. Đấy, chính từ cái dễ chịu đấy mà lại gặp những chi tiết, gặp những bối cảnh trong câu chuyện, lại làm cho người ta giật mình hơn. Thực ra trong cái câu chuyện Đêm Cháy này, nó xuyên suốt là dùng một nhân vật tôi, đó là cái ngôi nhân vật ngôi thứ nhất. Nó kể chuyện một người lính phía bên kia. Nhưng mà như nhà văn Chu Lai nói, người lính bao giờ cũng số phận. Thì ở đây chúng ta lại không đặt về người lính cộng sản, về người lính của Quân đội Nhân dân Việt Nam ta. Mà số phận đây là số phận của người lính bên kia. Và cái câu chuyện Đêm Cháy thực ra nó lại đi sâu vào cái khai thác về cái nội tâm con người và cái sự đấu tranh tư tưởng của con người đứng giữa hai ranh giới, nó khó. Và để đến khi mà sau này khi đất nước thống nhất rồi, khi hắn ta trở về với cuộc sống bình thường rồi, thì số phận của hắn ta bị cô lập một mình, đó là cái sự hy sinh và cái rùng rợn của chiến tranh. Mà Đêm Cháy là thể hiện được tất cả những cái về cái nội tâm, về sự ác liệt, về sự đau khổ, về cái đẩy cho con người đi đến tận cùng của số phận.